Chuyên gia Phan Anh Tú, Pau là đội trụ hạng, không hợp với Quang Hải. Ông Phan Anh Tú, cựu quyền tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cho rằng tiền vệ Nguyễn Quang Hải nên rời Pau để có thể thi đấu nhiều hơn. Tôi nghĩ Quang Hải nên đi khi thời gian thi đấu quá ít. Pau không phải là môi trường phù hợp để Quang Hải phát triển. Cậu ấy thi đấu ở một vị trí quan trọng, tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công, phóng viên, cần thể hiện sự sáng tạo. Trong khi đó, Pau là một đội bóng cần chắc chiêu điểm số để đua trụ hạng. Họ cần sự chắc chắn, ít sáng tạo, ngược lại với phong cách của Quang Hải, ông Phan Anh Tú chia sẻ với Dinh Newser. Chuyên gia này phân tích thêm, Quang Hải có thể ra sân nhiều hơn nếu được chơi ở một đội bóng sở hữu thành tích tương đối tốt và có phong cách thi đấu mềm mại hơn. Khi đó, cậu ấy sẽ phát huy được những phẩm chất sáng tạo, sự tinh quái. Đội bóng đó cũng cần chơi ban bật nhiều để tránh va chạm, điều bất lợi đối với Quang Hải. Ở những đội bóng phải chiến đấu vì suất trụ hạng, rất khó để cậu ấy phát triển. Theo ông Tú, một thương vụ chuyển nhượng hoàn thành được thường có 3 kiểu, nhờ mối quan hệ giữa các chủ sở hữu, dựa trên thương mại hoặc chuyên môn. Về chuyên môn, huấn luyện viên trưởng và giám đốc kỹ thuật phải nhìn ra được tố chất của cầu thủ cũng như lên kế hoạch sử dụng. Ví dụ, cầu thủ đó có thể được sử dụng ở trận đấu nào, giải đấu nào vì mỗi mùa, một đội bóng sẽ tham dự nhiều đấu trường. Các đội bóng luôn cần một đội hình có chiều sâu nên phải tính toán. Ngoài ra, vấn đề tài chính cũng rất quan trọng. Họ cần tính toán để có sự cân bằng. Ở trường hợp của Quang Hải, có thể cầu thủ này đã giúp Pau phát triển thương mại. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Tại Ligue 2, Quang Hải chỉ thi đấu 254 phút sau 30 vòng, trung bình thời gian ra sân là 8,4 phút trận. Con số cụ thể là Quang Hải đã chơi 12 trận với 2 lần đá chính và 20 trận dự bị. Anh ghi 1 bàn thắng. Gần đây, tiền vệ sinh năm 1997 không được ra sân cho đội 1 và thường xuyên phải thi đấu ở giải hạng 5 Pháp cùng Pau B. Điều đó cho thấy tương lai của Quang Hải ở Pau đang không sáng sủa. Cựu tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội có thể chia tay đội bóng nước Pháp để tìm một môi trường mới. Với Quang Hải, điều quan trọng nhất lúc này là được thi đấu thường xuyên. Anh khó lòng nâng cao trình độ khi liên tục phải ngồi ngoài. Khi được hỏi về khả năng Quang Hải tiếp tục trụ lại ở châu Âu hay không, ông Phan Anh Tú đã trả lời, điều quan trọng nhất là huấn luyện viên ở đội bóng đó có nhìn ra được khả năng. Tố chất của Quang Hải phù hợp với chiến thuật, đội hình của mình hay không? Liệu họ có cần một mắt xích chơi tinh tế, thông minh, khéo léo hay không? Đó mới là điểm mấu chốt. Còn ở châu Âu, có hàng trăm đội bóng để Quang Hải có thể gia nhập. Một số tin đồn về việc Quang Hải về Việt Nam thi đấu đã xuất hiện từ lâu. Bên cạnh đó, mới đây, người đại diện của Quang Hải cũng úp mở về khả năng tiền vệ này chuyển sang Thai League 1 thi đấu. Ông Phan Anh Tú khẳng định nếu một trong hai kịch bản này xảy ra, đó đều không phải là bước lùi đối với Quang Hải. Tôi nghĩ không có thứ gọi là bước tiến hay bước lùi. Quan trọng nhất là Quang Hải cần môi trường để thi đấu, để phát huy năng lực và tỏa sáng. Cậu ấy cần ra sân để luôn luôn mài giũa trình độ. Rất khó đánh giá đâu là bước tiến hay bước lùi. Nếu ở Pau, cậu ấy nhận lương cao thì sao? Ông Tú nhận định. Như ở chuyến xuất ngoại lần này, Quang Hải không được thi đấu nhiều nhưng cũng đã có được trải nghiệm. Cậu ấy có sự tiến bộ về mặt thể chất, sinh hoạt, tập luyện cũng sẽ chuyên nghiệp hơn, học được nhiều điều mới về dinh dưỡng thể thao, cách chăm sóc bản thân. Đó là điều nhiều cầu thủ Việt Nam chưa biết được. Việc Quang Hải xuất ngoại cũng sẽ là niềm cảm hứng cho nhiều cầu thủ trẻ. Ông Tú nói thêm.